Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Bonsai Cương Nguyễn. Chắc hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ cây nộc vừng này. Cách đây một thời gian trước thì tôi đã đưa lên và hãm nước cho cây nộc vừng này. Và qua video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cây nộc vừng hãm nước và đã thành công. Trước màn hình của quý vị và các bạn có thể thấy là cây nộc vừng đã thay ra đổi thịt nha quý vị nhé. Đã ra hoa rất là nhiều. Và cây cũng cằn cỗi, nhìn rất là cổ thụ. Đấy, đây là cách mà tôi hãm nước để quý vị có thể... tôi xin quay gần để quý vị nhìn tận mắt luôn nhé. Thì quý vị có thể áp dụng theo. Đây, hoa thì rất là nhiều, khỏi phải nghĩ luôn. Cây cũng rất là côn cây quý vị ạ, thì gốc đến ngọn luôn. Và qua quá trình ngâm nước thì cây nên vảy rất nhiều, và đặc biệt là hoa rụng xuống một màu đỏ thẫm rất đẹp, kết hợp với một số tiểu cảnh bên dưới gốc thì rất là tuyệt vời. Đấy, cái tán của nó cao và nó rủ hoa xuống rất đẹp quý vị ạ. Và qua video thì cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của Cương Nguyễn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.